Lời đầu tiên, bà Yaya xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Trong video ngày hôm nay thì bà Yaya sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn với những thông tin đáng chú ý. Và đặc biệt trong video ngày hôm nay thì bà Yaya sẽ chia sẻ về cái vụ việc liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng và ba trợ lý với vai trò đồng phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Và trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, và bà Yaya cũng xin mời tất cả quý vị và các bạn nào mới đến kênh bà Yaya lần đầu tiên, đừng quên bấm đăng ký và bấm qua chuông thông báo để nhận được video mới nhất từ kênh bà Yaya. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy theo dõi nội dung trong video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, sau vụ ba trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố thì nhiều người đặt câu hỏi thế nào là đồng phạm trong vụ án hình sự, và mức phạt của người đồng phạm có giống như là mức phạt của người cầm đầu hay là không. Theo cơ quan điều tra, Nhi, Hà và Tân là trợ lý của bà Hằng tại công ty cổ phần Đại Nam đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng trong quá trình phạm tội. Việc giúp sức diễn ra liên tục nhiều lần trong thời gian dài gây bức xúc dư luận xã hội. Những người này đã tạo lập quản lý các cái trang mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok, đăng tải thời gian rồi chủ đề bà Hằng sẽ livestream, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, chuẩn bị sân khấu để bà chủ Đại Nam livestream đăng tải nội dung xúc phạm các cái nạn nhân ở trên trang cá nhân. Việc giúp sức của Nhi, Hà, Tân chỉ dừng lại đến khi là bà Hằng bị bắt tạm giam vào hồi tháng 3. Quy định về đồng phạm trong vụ án hình sự. Sau thông tin này thì nhiều người đặt câu hỏi thế nào là đồng phạm trong vụ án hình sự. Mức phạt của đồng phạm có giống như là mức phạt của người cầm đầu hay là không? Về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đã cho biết, theo quy định tài khoản 1 điều 17 Bộ luật hình sự 2015, đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Đồng phạm phân loại gồm người tổ chức là người chủ mưu cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm, người thực hành, người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người xúi dục là người kích động, dụ dỗ thúc đẩy người khác thực hiện phạm tội. Người giúp sức là người tạo điều kiện tinh thần hoặc là vật chất cho cái việc thực hiện tội phạm. Điều đáng chú ý là người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hành sự về hành vi vượt quá của cái người mà thực hành quy định tài khoản 3, 4, điều 17 Bộ luật hình sự năm 2015. Vị luật sư này cho biết căn cứ vào đặc điểm mối quan hệ giữa những người đồng phạm về mặt chủ quan và khách quan, khoa học hình sự phân loại đồng phạm thành các loại khác nhau, cụ thể là căn cứ vào dấu hiệu khách quan, có thể là chia thành đồng phạm giản đơn là đồng phạm phức tạp. Đồng phạm giản đơn là hình thức đồng phạm mà trong đó có những cái đồng phạm đều có vai trò là người thực hành. Đồng phạm phức tạp là hình thức đồng phạm trong đó giữa là những người đồng phạm có cái sự là phân công vai trò, một hoặc là một số người giữ vai trò người thực hành, còn những người khác giữ vai trò tổ chức, xúi dục hay là giúp sức. Trong đồng phạm phức tạp, ngoài người giữ vai trò là người thực hành, người trực tiếp thực hiện tội phạm, còn có những cái người khác tham gia giữ các vai trò khác nhau như là tổ chức, xúi dục hoặc là giúp sức. Theo luật sư Khuyên, quyết định hình phạt trong trường hợp người phạm tội là đồng phạm được quy định tại điều 58 Bộ luật hình sự 2015. Cụ thể, khi mà quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, tòa án phải xét đến cái tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc là loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào thì chỉ áp dụng đối với người đồng phạm đó. Từ phân tích trên, vị luật sư cho rằng đối với cái việc khởi tố ba trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy cơ quan tố tụng xác định vai trò đồng phạm của ba người này có thể là vai trò người giúp sức đắc lực cho hành vi phạm tội của bà Hằng. Các bị can này chuẩn bị mọi điều kiện về không gian,
bối cảnh, nội dung, cơ sở vật chất tạo điều kiện thuận lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, dù cùng bị khởi tố về một cái tội danh, nhưng mà nguyên tắc của Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự đó là cá biệt hóa hành vi phạm tội. Các bị can thực hiện vai trò đồng phạm, với tính chất, mức độ và hậu quả đến đâu, trách nhiệm hình sự sẽ đến đó. Điều này có nghĩa là những cái người thực hiện hành vi với vai trò đồng phạm, giúp sức cũng như là ba trợ lý của bà Hằng, có thể là sẽ chịu khung hình phạt thấp hơn người đóng vai trò tổ chức chủ mưu cầm đầu, tức là bà Nguyễn Phương Hằng. Xin chuyển sang phần tin khác, thì bà Dây sẽ chia sẻ tiếp về y án các phẫu thuật viên thẩm mỹ gây chết người. Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo Phan Thanh Tùng, bác kháng cáo của đại diện bị hại vì yêu cầu đòi chuyển tội danh thành giết người và tăng hình phạt đối với hai bị cáo Tùng và Lê Thị Nguyễn Trang. Ngày 12 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm và đã bác kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Phan Thanh Tùng, bác kháng cáo của đại diện bị hại là yêu cầu chuyển tội danh thành tội giết người và tăng hình phạt đối với Phan Thanh Tùng và Lê Thị Quyền Trang. Theo đó, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Trước đó, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên Lê Thị Quyền Trang sinh năm 1996, ngụ tại Bình Thuận, 22 tháng tù. Phan Thanh Tùng sinh năm 1988, ngụ tại quận 4, 15 tháng tù, cùng về tội là vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời là buộc Lê Thị Quyền Trang tiếp tục bồi thường thêm 538 triệu đồng, Tùng bồi thường 650 triệu đồng. Riêng bị cáo Nguyễn Ngọc Tú sinh năm 1994, ngụ tại Lào Cai, không có kháng cáo, cũng đã bị cấp sơ thẩm tuyên 18 tháng tù nhưng mà được hưởng án treo. Theo bản án sơ thẩm tháng 11 năm 2021, Lê Thị Nguyễn Trang không có chứng chỉ hành nghề, chưa đăng ký hành nghề, thuê mặt bằng ở tầng 4 nhà số 104 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để mà làm thẩm mỹ viện, không đăng ký giấy phép hoạt động. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2021, Trang nhận chị HTN làm học viên do chị N có yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi và hút mỡ bụng, cho nên thỏa thuận với Trang phẫu thuật với chi phí là 15 triệu đồng, Trang đồng ý. Trang liên hệ với Nguyễn Ngọc Tú, không có chứng chỉ hành nghề, chưa đăng ký hành nghề, để thực hiện về cái việc gây mê, giảm đau cho chị N. Khi phẫu thuật với chi phí là 3 triệu đồng và nhờ Phan Thanh Tùng là bạn trai của Trang, không có chứng chỉ hành nghề, chưa đăng ký hành nghề, hỗ trợ phẫu thuật. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12 năm 2021, tại nhà số 104, Nguyễn Công Trứ, Trang, Tú, Tùng tiến hành phẫu thuật cho chị N. Tú dùng ống nghe khám nghiệm tim, phổi, hỏi thăm tình trạng sức khỏe, bệnh lý của chị N. Gắn các thiết bị do nhịp tim, huyết áp kết nối với máy, gắn dây chuyền oxy cho chị N. Sau khi tiêm thuốc được 5 phút, Tú thấy chị N đã được gây mê, nhịp tim bình thường, cho nên thông báo cho Trang, Tùng tiến hành phẫu thuật. Trang, Tùng sử dụng dụng cụ hút mở bụng cho chị N trong khoảng là hơn 1 giờ, thì tiếp tục sử dụng dụng cụ phẫu thuật mũi cho chị N. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày thì Trang, Tùng phẫu thuật xong. Khoảng 5 phút sau, chị N tỉnh lại. Tú theo dõi kiểm tra tình trạng sức khỏe của chị N trong khoảng 15 phút sau đó rồi ra về. Khoảng 2 giờ sau thì Trang gọi em ruột của Trang đến đưa chị N về phòng trọ số 10 Âu Dương Lân, quận 8 để mà tiếp tục theo dõi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, em Trang điện thoại báo cho Trang là chị N bị đau, khó thở, nên Trang, Tùng, Tú đưa chị N vào bệnh viện cấp cứu, sau đó chị N tử vong tại bệnh viện. Xin chuyển sang nội dung khác. Tiếp theo thì bà Dây sẽ chia sẻ tiếp đến tất cả quý vị và các bạn về cái vấn đề thua độ báo cho công an bắt đường dây cá độ bóng đá, người chơi có thoát tội hay là không. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa bóng lăn, đặc biệt là sau các trận đấu trong giải World Cup, lại có rất nhiều người tán gia bại sản, thậm chí là phải tự tử do ham mê cá độ bóng đá dẫn tới nợ nần.
Không chỉ vậy, còn nhiều người dính vào vòng lao lý từ cá độ bóng đá vì đó là cái hành vi vi phạm pháp luật. Cá độ bóng đá gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, xã hội. Chỉ vì đam mê đỏ đen mà có người thì nợ nần chồng chất, khuynh gia bại sản, hạnh phúc gia đình tan vỡ. Cũng có không ít trường hợp vì thua độ cho nên túng quẫn làm liều, đi dây nặng lãi của tín dụng đen rồi trộm cắp cướp giật giết người, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Tệ nạn cờ bạc nói chung hay là hành vi cá độ bóng đá nói riêng được xác định là một loại tệ nạn xã hội, bao gồm các cái hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gá bạc nhằm lợi dụng các hình thức vui chơi, giải trí để mà cá cược, sát phạt nhau bằng tiền hoặc là vật chất. Hiện nay, tệ nạn cá độ bóng đá đang có những diễn biến hết sức là phức tạp và xu hướng gia tăng cả về là số vụ cũng như là tính chất nghiêm trọng. Hình thức đánh bạc theo tính chất là ngày càng tinh vi, thậm chí còn liên quan tới người nước ngoài và phạm vi hoạt động của tệ nạn vượt qua phạm vi của lãnh thổ. Những ngày gần đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin về cái việc là lỡ chẳng may cá độ thua, người chơi có thể là báo với công an để giúp cho nhà chức trách triệt phá đường dây cá độ, qua đó là thoát tội. Về thực hư chuyện này ra sao? Thua cá độ báo công an, người chơi có phải là chịu trách nhiệm hay là không? Theo luật sư Diệp Nam Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, tội đánh bạc được quy định tại điều 321, tội tổ chức đánh bạc được quy định tại điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, tinh thần tại nghị quyết số 01/2010. Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay là hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, hoặc là được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng mà thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc bao gồm tiền hoặc là hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc, tiền hoặc hiện vật thu giữ được ở trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã hoặc là sẽ được dùng đánh bạc, tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những cái nơi khác mà có đủ căn cứ xác định là đã được hoặc là sẽ dùng đánh bạc. Tội đánh bạc được quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với mức hình phạt như sau: khung 1, người nào đánh bạc trái phép với bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay là hiện vật, nếu mà thuộc trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc là tổ chức đánh bạc, gá bạc. Tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc là tội tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn tiếp tục vi phạm. Mức phạt hành chính hành vi đánh bạc trái phép được quy định tại điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP như sau: phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi là mua các số lô số đề, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây: đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như là sóc đĩa, ta lạ, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, ba cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh Ấn Độ 6 lá, binh sập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc là các hình thức khác dưới mục đích được là thua bằng tiền, tài sản, hiện vật. Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép, cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc là các hoạt động khác. Như vậy có thể thấy trong đánh bạc hoặc là cá độ bóng đá thì người cá độ bóng đá hoặc là người tổ chức cá độ bị xử lý trách nhiệm nếu mà hành vi của mình có đầy đủ
dấu hiệu hình sự hoặc là hành chính, chứ không chỉ xử lý một trong hai bên. Vậy nên người thua độ khi mà báo công an cũng không thể thoát tội. Người chơi không thoát tội nhưng mà được giảm nhẹ. Bên cạnh công tác đấu tranh phòng ngừa của các đơn vị nghiệp vụ thì lực lượng chức năng cũng cần khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự chấp hành và quy định pháp luật liên quan tới tội phạm về tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá, phải là ý thức được hậu quả tai hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá với mọi hình thức. Người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan tới tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá, cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo dụ dỗ tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi mà phát hiện các trang web đánh bạc ở trên mạng xã hội. Các gia đình cần quan tâm quản lý giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời báo tin, tố giác với cơ quan công an gần nhất để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi quyết định hình phạt, tòa án sẽ căn cứ vào quy định của bộ luật cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, có quy định các tình tiết giảm nhẹ cụ thể. R. Người phạm tội tự thú. S. Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. T. Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc là phát hiện tội phạm hoặc là trong quá trình giải quyết vụ án. Tòa án có thể là quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng mà phải trong cái khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi mà người phạm tội có ít nhất là hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 của bộ luật này. Và bây giờ bà Giai xin tạm dừng video ở đây, và quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký và bấm quả chuông thông báo để nhận thông tin mới nhất từ các video của kênh bà Giai. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.